Ayo, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Khang Huỳnh AK Gaming nha. Mùng 2 vui vẻ nha mọi người. Nay thì tôi sẽ làm clip nhanh tại vì không có thời gian. Nay thì build hung tao. Nhưng mà lưu ý, video này được làm dựa trên là kinh nghiệm của bản thân, đã trải nghiệm cũng như là đã build nhân vật, chứ không có theo bài bản đâu. Vì vậy nó có thể sẽ khác với một số người, cũng như là sẽ có sai sót á. Vì vậy các bạn cũng thông cảm và góp ý tích cực vô để mà video mình có thể hoàn thiện hơn. Nói qua một tí về Hu Tao. Hu Tao là một đam DPS hệ hỏa phải nói là mạnh nhất cho tới thời điểm hiện tại. Việc Hu Tao re-rank kỳ này tôi nghĩ sẽ cháy ví với một số người. Bên cạnh đó thì cách chơi Hu Tao cũng không phải là dễ và cũng không phải là khó nếu bạn đã biết trước và chỉ cần thao tác vài lần là được. Nói thế đủ rồi, vào việc chính thôi, nhanh gọn lẹ. Về thiên phú, vì đây là một đam DPS đứng thân và sát thương chủ yếu từ trọng kích, vì vậy nên ưu tiên nâng đánh thường trước và kỹ năng nguyên tố sau. Nộ cũng rất là quan trọng vì cho ra một lượng đam không hề nhỏ. Chốt lại là nâng cả 3, full luôn càng tốt, tại vì với Hu Tao thì không bao giờ là thừa cả. Tiếp đến là vũ khí. Vũ khí tốt nhất mà Hu Tao sử dụng 4 sao là thương rồng nếu chơi phản ứng, 5 sao tất nhiên rồi, trượng hồ ma. Ngoài ra còn có các cây thương có thể sử dụng như 4 sao có thương quyết chiến, thương hắc nham, 5 sao thì có hòa phát diên. Ngoài ra còn có một số vũ khí dùng được nhưng mà phải đáp ứng một số nhu cầu, ví dụ như là giáo linh thần chẳng hạn. Về thánh di vật, Hu Tao có khá nhiều sự lựa chọn nhưng mà vẫn như mỗi khi, tôi sẽ chỉ đề xuất một bộ mid và một bộ 4 cơ bản. Về mid thì Hu Tao có thể sử dụng 2 thiên nham và 2 hỏa nha. Bộ 4 thì chắc chắn là bộ mạnh nhất cho Hu Tao rồi, diễm liệt ma nữ cháy rực. Tuy nhiên vẫn còn một bộ 4 khác mà Hu Tao có thể sử dụng được nhưng mà nộ sẽ là không. Đó là bộ dòng hồi ức bất tận nha. Về các món thì mũ các bạn sẽ tự chọn tỷ lệ hay là sát thương bạo gì đó. Về thao tác cũng như lối chơi nè, việc chơi Hu Tao tốt hay không thì đó là còn tùy thuộc vào các bạn nữa. Hãy tập skip bỏ qua hoặc ảnh tại vì rất mất thời gian cũng như là cái việc xuyên đi quá xa. Nên là nếu như các bạn có Hu Tao C0 thì ưu tiên là nhảy lên. Còn mà Hu Tao bạn C1 thì chỉ cần nhắc bằng cách là lướt á, lướt đi là kiểu lướt kiểu né. Tiếp theo là đội hình. Đánh giá chung thì team Hu Tao rất là rẻ luôn, chỉ cần thủy thần xin chiêu thôi nếu là chạy map nha. Còn mà đánh lao hoàng thì bạn phải đầu tư thêm một tí, ví dụ như là một tấm khiên vững chắc của zombie chẳng hạn, để mà cô nàng này không bị đột tử. Rồi, đây là một số team mà tôi đề xuất nè. Quên nữa, để mà chơi Hu Tao tốt á, các bạn phải giữ cái lượng máu dưới 50% nha, để mà nhận được cái bút tăng tấn công. Tuy nhiên thì cái điều này nó sẽ khiến Hu Tao dễ đột tử, nên là các bạn lưu ý. I'm okay.
on my mind like a puzzle of mine. I'm saying I love you, drive me wild when I say my name. I'm okay.